Xin chào mọi người, lại là Ren đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ, nếu như bạn nào mà chưa biết cách đổi nhân vật người đi tìm giấc mơ thì mọi người vào đây nha. Đây, mọi người sẽ vào phần nhà của người đi tìm giấc mơ. Đây, ký túc xá học sinh. Ở đây thì mặc định ấy, ban đầu thì nó sẽ là nhân vật nữ, còn nếu như mọi người thích chuyển sang nhân vật nam hay là mọi người chuyển nam nữ liên tục thì mọi người có thể làm như video nhé. Không 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 phải vào chỗ này nhé. Cái chỗ này nó chỉ là cái chỗ nhạc bình thường thôi. Từ từ. Đây nha, anh em sẽ di chuyển sang bên này và vào cái phần gương để có thể đổi giới tính của nhân vật người đi tìm giấc mơ. Đây, gương thông minh này. Đấy. Mọi người vào đây thì mọi người có thể đổi được. Và mọi người đổi được cả tên luôn nha. Đây, mình thì đang ở nhân vật nữ và chuyển sang nhân vật nam. Ở đây thì A-chan có nói là sau khi thay đổi hình tượng thì trong 4 giờ sẽ không thể thay đổi nữa. Vậy là cứ cách 4 tiếng thì mọi người sẽ đổi được một lần. Đấy, xác định đổi thành 2P này. Đấy, nhân vật thứ hai đây nhân vật nam. Và ngoài ra thì cũng 4 tiếng thì mình cũng có thể đổi được tên của nhân vật này luôn. Đây, mình đổi cho mọi người xem nhé. Còn mọi người muốn đổi ngược lại thì đợi 4 tiếng sau mọi người quay lại, mọi người lại đổi như bình thường thôi. Mình thấy cái này nó cũng khá là thoải mái cho người chơi, chứ nó không kiểu ép buộc là phải dùng nhân vật nào từ đầu game đến hết game luôn, mà mọi người có thể thay đổi liên tục, thích nhân vật nào thì dùng nhân vật đấy. Đấy, vậy là mình đã có một nhân vật khác rồi. Bao giờ nhìn chán nhân vật nam thì mình lại quay ra dùng nhân vật nữ, nhìn chán nhân vật nữ thì lại quay ra dùng nhân vật nam. Sợ tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với video Sonic. Ôi dạ, cái gì đây? Bạn không thể đứng vững ở đây. Nó vừa tụt xuống cái vực, nó vừa tụt từ vực đau khổ xuống vực nguyên tội mọi người ạ. Rồi sao? Rồi biết sống sao với cái nick này? Chứ gì vào một cái đã có điểm rồi. Ê, mọi người để ý không? Cái cầu tàu nó rất là... Ôi, Jojo đâu? Jojo của tôi đâu? Ủa? Cái cầu tàu nó rất là giật luôn. À, bạn này thì đã lên tàu được 413 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, 416 ngày. Ok, tên là Tú Chim. Ok, bạn này thì xem là có nào không. Thanh niên này có nạp 4.680 pha lê, vậy thì đây thì sẽ là một nông dân. Đều quá, đều quá, đều quá, đều. Và tụt, tụt kinh khủng. Ok, để xem sẽ là một thanh niên chơi 400 mấy ngày mà đang ở vực nguyên tội, không biết là còn gì sống gì đây, chắc là ngáp thôi. Ok, để xem nào, bạn ấy cũng có khá là nhiều nhân vật cũng khá là ok rồi này. Có AI này, có Shirin, có Lý Tiểu Thường, có CE, có Hơi này, có một đống hơi chờ luôn, hơi chờ Rebirth, hơi chờ Sen Tiền này, full team chưa hơi chờ luôn. Ủa, cũng ok mà ta, chắc là dạo này bạn ấy bận, bạn ấy không có chơi 400 mấy ngày, vậy là chơi được hơn một năm. Hơn một năm rồi. Chắc chắn là còn rất là nhiều Valkyra chưa có. Đâu để chúng ta xem nào. Cái team vòng sao, cái team 2.0 thì bạn ấy chưa có Xenadia đúng không? Xenadia đâu? Bạn này thì chưa có ở đúng không? Đây Xenadia thì bạn ấy chưa có. Có mỗi Coralie với lại Helia thôi. Để xem nào, xem bạn ấy đang nuôi cái gì nhá. Những Valkyra thì mình cũng có thấy khá khá rồi. Mình sâu, nên sâu theo team hay là sâu theo nhân vật ta, bởi vì cũng khá là nhiều đấy, nhiều mà 400 mấy ngày đây này, cũng có Sele đâu. Thế mình, thế thì mình sẽ lướt qua một lượt về những nhân vật mà bớt lướt lại. Chúng ta sẽ sâu theo team đi. Đầu tiên thì sẽ là team vật lý. Đây, team vật lý thì bạn ấy có Prometheus, TA của bạn ấy đã có cày lên SSS, đang có cây Paradox và full set Doctor May. Ê mọi người xem video của mình, mọi người thấy mình có nói bị nhanh quá không? Bây giờ tự nhiên mình xem lại video của mình ấy, thì mình thấy là sao mình nói nhanh thế, nói nhanh xong rồi bị nuốt chữ, nói chung là cũng kiểu hơi bị khó nghe. Chính mình nghe lại mình còn thấy khó nghe, không biết các bạn nghe có ổn không. Ủa mọi người nghe có ổn không vậy, tại sao nhỉ? Ok, thôi thì mình sẽ cố gắng cải thiện nói nào cho nó để mọi người nghe rõ nhất có thể nha. Mình sẽ kiểu mở mở hết cái khẩu hình miệng của mình ra để nói cho mọi người nghe. Chứ bây giờ nói nhanh quá không ai nghe thấy là chết tui. Đây là TA Prometheus thì vừa nãy mình cũng đã có sâu rồi. Tiếp theo là CE Cosmic Expression thì bạn đã có cày lên ở mức rank S, đang sắp lên 3S, đã có cây Mỏ Neo Du Thuyền và Full Set Van Gogh. Ghost.
Ok, thì đây sẽ có cả cái top Susanna tăng cả ở đây. CE thì là một nhân vật support tụt máu, có thể cầm cho Susanna và cũng có thể support cho Luna cũng khá là ok. Mặc dù thanh niên này không có nạp nhưng mà có tạo bộ skin cho bé Grisel để bộ thần thoại trong tranh. Bạn nào mà có cái bộ skin này thì mọi người biết là nó có hiệu ứng đấy. Bạn nào không có thì làm gì biết là nó có hiệu ứng đúng không? Đẹp, đẹp lắm, hiệu ứng của con này đẹp lắm. Lúc đầu mình chê, lúc đầu mới ra mình thấy kiểu ôi sao cái bộ này đơn giản vậy, nhưng mà thấy hiệu ứng xong rồi lâu lâu nhìn lại thấy ô tự nhiên màu xanh với màu đỏ nó kết hợp với nhau nhìn lại cũng vui vui, lại cũng hay hay, lại cũng thấy đẹp chứ. Tiếp theo là Celeheart Reverse thì bạn ấy không mid boss kiểu top nên là đang lắp tạm cái top kẹo không có gây chấn, gọi là 3 phần 4 rồi, đang ở mức rank S0. Ok, bé này 3 phần 4, bé này thì full gear, bé này full gear. Ok, nếu thế thì mình nghĩ là bạn ấy chỉ cần bạn ấy có cả Grisel full đồ luôn, quên tí nó quên xong bé này, nhưng mà sao lên rank chậm thế nhở, bây giờ mới đang ở mức rank 2S thôi, bé này cũng 2S, có mấy con bé này là 3S. Vậy là nha, support 1 DPS. Ôi dồi, bây giờ game này nó là support impact mà. Bây giờ mọi người cầm bé này, cầm một ba con bé này thôi, đi đánh từ vực cho đến MA luôn. Quẩy tung nóc. Đương nhiên là nếu như mà full gear thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Bạn này thì tiếc là Sele hơi trường bớt thì bạn ấy chưa có full. Ở đây tiếp theo là hơi trường sinh viên Guardian đang cầm gạch và top xin thăng hoa và mid bot đi phạt đúng chuẩn F2P. Giờ không biết là thanh niên này sẽ sống sao trong thời gian sắp tới đây. Sống sao? À nhưng mà dạo này hình như bạn ấy còn chẳng vào game nữa luôn, có chơi đâu. Susanna Luna, đây là Luna hàng Lazada, hàng Sapper. Ok, còn những vật còn lại, mọi người nhìn này. Trời ơi, những nhân vật còn lại có quá nhiều nhân vật kiểu như là hết thời, mọi người thấy không? Nhiều vãi luôn, xong bây giờ ra thêm cả những Valkyra ở 2.0 nữa, là những nhân vật này kiểu chỉ đứng ở đây thôi, chỉ đứng ở đây thôi, không bao giờ có cái chuyện là mình cảm thấy kiểu bị thừa tài nguyên ý, thừa nhân vật đấy, có quá nhiều nhân vật thật sự là không dùng. Không biết là Genshin với lại Honkai Star Rail, không, Honkai Star Rail thì vừa mới được ra mắt, nó mới ra thôi chứ chắc là tình trạng này thì nó sẽ không gặp được phải đâu. Nhưng mà không biết, mình hỏi nhé, mình hỏi là các bạn chơi Genshin ấy thì có thừa những nhân vật không dùng đấy không? Mình thấy loáng thoáng là một số bạn bảo là Genshin thì nó chơi kiểu như là không phải là chơi chạy theo meta như Honkai đâu, cho nên là nhân vật nào thì cũng dùng được, hay là kiểu cách xếp team các thứ, nói chung là nó không quá nặng về meta như Honkai. Thì cũng không biết là nó có rơi vào nó có cái tình trạng như này không. Mình thấy là Honkai có quá nhiều nhân vật không dùng đến, thì chắc là không dùng đến luôn. Có thể làm gì đâu. Đây những nhân vật này bây giờ là chắc 8 năm trước. Lâu quá rồi. Đây nhá. Ví dụ như Bronze Snowy Sniper, bạn nào mà chơi 2000 cái thời mà Snowy Sniper vẫn còn mạnh ấy thì chắc mà các bạn cũng biết hồi đấy đâu, để mình nhớ lại nào. Hồi đấy Snowy Sniper cầm Di và Thánh Năm này, úi rồi đi vực các thứ, xong rồi có quả Ultimate đóng băng toàn cục nữa, đóng băng nhá. Xong rồi cầm Di vật thánh năm thánh ba thánh Di vật thánh năm dã rồi thì thôi rồi, hồi đấy hơi bị chuộng luôn. Snowy Sniper này, xong Chariot này. Ôi mọi người, ôi chắc bây giờ mình nói đến con Chariot, mọi người có không biết Chariot là Valkyra nào cơ? Đâu 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 đâu, để mình chỉ cho. Chariot là đây 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 đây, ui dồi ôi, có một cái thời Chariot cầm đi đánh boss gì nhỉ, con boss gì mọi người, cầm cây hỏa đao Sanada ấy, xong rồi cầm cả top Scolding the Cat đấy, úi rồi nó nã rồi thì kiểu cứ né một phát xong rồi dồn lực né xong dồn lực né xong dồn lực, hồi đấy em nghĩ lại thấy mà buồn cười, hoài niệm quá. Các bạn newbie chắc các bạn không hiểu đúng, chắc các bạn không biết mình đang nói cái gì đâu, nhưng mà chắc ông là OB mà chơi là biết mình đang nói cái gì đấy. Hay lắm, hồi đấy kiểu mấy cái giá bán nó tà đạo kinh khủng, hồi còn cầm đập đi ba con boss hiên viên đen cơ, à ba con boss hiên viên, úi rồi hồi như đúng cực hình luôn. Xong rồi còn có cả cái hồi mà vừa mới ra Flame Show của Sakura, hồi đấy chúng ta còn được đánh cái con boss Randy, ôi dồi ôi nó hành xác thì thôi rồi, nó khó khó kinh khủng luôn, kiểu chơi mà nửa tiếng đồng hồ không qua được, không qua nổi, chơi đi chơi lại thua là quay lại chơi tiếp.
Mà hồi đấy đúng hói đầu luôn, hồi đấy kinh khủng, game kinh khủng. Còn bây giờ game kiểu ói. Không biết giờ không biết nên miêu tả game kiểu gì nữa. Tiếp theo là Team Bang thì bạn ấy đã có hơi chụp Choose và đã 1320 này, cây trận level 50 và full set gear. Tiếp theo thì là Lý Tố Thường. Lý Tố Thường có đồ không? Lý Tố Thường thì không có, đang ở mức rank 2S, biến nhà Quadra Felix có skin. Tiếp theo là Kira. Kira đang lắp top mid Cecilia Thanh Xuân, có mỗi top mid thôi. Boss thì bạn ấy lại chưa có và cũng chưa có chấn. Kira mà không có chấn, không bất kỳ nhân vật nào không có chấn là nó cũng hơi đần. Rồi cũng chưa có luôn, hơi chưa Human Super Wing thì bạn ấy cũng không có. Vậy team băng xếp team như nào? Bé này à? Cảm ơn chụp trước làm đấy biết chăng? Thì bây giờ nếu như không có thì phải cầm chứ thôi, biết làm nào bây giờ. Không biết là bạn ấy có định roll Thelema của phiên bản 2.0 không? À phiên bản 7.4 không? Bạn này thì đã có hơi chụp trước full gear. Tiếp theo thì bạn ấy cũng có cả hơi chụp Origin full gear. Đó. Có khi nào là bạn ấy full team chiều hơi chưa không ta? Ở đây thì Alien 3S, Echo Paradise và full set handle rồi. Helia full đồ, full set viết thánh nhưng mà không có chấn. Trong tình trạng bây giờ Helia hay là Xenadia full gear là điều full vết thánh là điều rất là bình thường. Bây giờ có chấn đồng điệu level 2, chấn đồng điệu level 3 mới gọi là oai gì á. Luna chưa có, bé này ôi, ba con đi biết bạn ấy cũng chưa có. Thế bạn ấy xếp thi vừa gì ta? Thế bạn ấy mình nghĩ là bạn ấy sẽ phải cầm con bé này làm DPS, hơi chụp Thunder hoặc là hơi chụp Origin làm DPS, sau đó thì cầm Adian và hơi chụp chút support. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với team lửa. Team lửa thì bạn ấy đã có AI 3S cái chấn, nhưng mà chưa có gear, có bộ skin. Đây là bộ có tên là Giai điệu nhàn nhã của AI, được bán hình như là trong cái đợt mini spending hay sao ấy. Mình nhớ không nhầm là như thế. Đây là mọi người thấy không? Nó, đúng rồi, chính xác luôn. Đây là bộ bán trong đợt mini spending, không biết là vô nào, nhưng mà bộ này cũng có thay đổi hiệu ứng. Xịn. Và Kira FIP mà mọi người có thể cày được. Chấn và full set gear. Rồi full gear rồi. AI top bot Tigenier cũng được. Sylvain 2S hơi chụp trước full đồ. Coraria full đồ, hơi chụp Final DT chấn và không có gear, nên là bạn ấy đang lắp cái set top bot Leo và kẹp Mithalet. Đúng rồi. Thanh niên này chơi kiểu mặc dù là không có gear nhưng mà phải có skin nhá. Không quá đặt nặng vấn đề là full gear hay không. Tính ra chơi kiểu thế nó thoải mái thật. Cũng không cần chạy theo meta, thích nhân vật nào thì chơi nhân vật đấy, rất là thoải mái. Nhưng mà đổi ngược lại thì sẽ hơi bị đánh hơi hơi đuối thôi. Đấy, nhiều nick của bạn này là bây giờ đang ở vực nguyên tội đấy. Còn thật sự là nếu như mà muốn trụ sen, không trụ sen bây giờ dễ mà có khó đâu. Chủ yếu là người ta trụ tịch thôi. Tịch thì dành cho well. Gì đây? Nguyệt Hải, Lưu Hoa, Diantura, còn nhân vật nào nữa không? Hết rồi. Phen Hoang chưa có. Vậy là bạn này mình thấy là có cái team vật lý cũng khá là ok. Tiếp theo thì là team lửa. Team băng thì chưa, với lại team điện thì lại càng chưa. Với team điện thì chưa có DPS. Thì chúng ta có DPS điện là Xenadia với lại Luna thì bạn này đều không có. Người cộng tác có Ron xung quê không? Không nha. Tính ra là từ trước đến giờ chưa sâu được một cái nick nào mà có sông quê luôn. Bạn nào mà chơi thì team Xenadia 2.0 hoặc là sắp tới chơi team Thelema thì chắc là nên Ron sông quê. Không biết là sắp tới liệu có thêm nhân vật người cộng tác mới nào không, không biết nữa, chắc là phải lâu nữa. Tiếp theo là F trợ chiến thì bạn ấy có roll được ra F Elysia 3 sao này. Anh em F Kiana Kaslana 3 sao và F Bunny Project 2 sao. Ok. Vừa nãy thì mình cũng có sâu cho mọi người biết là đang ở vực nguyên tội đấy. Để xem là chiến trường ký ức chắc là nguyên tội chiến trường ký ức. À đây 62% này. Ủa sao cái này lại thành 95 rồi này. Tuần này thì chúng ta đánh boss công chúa sói này, nguyện thần Otto và cái con boss bụi sao của Grisel CE. Nhưng mình thấy toàn đây chủ yếu là người ta toàn cầm team Luna thôi. Luna CE với lại ADN. Đây là team đánh không dây này. Còn team dưới này, ôi dồi nhiều. Ôi dồi. Rồi xương xương là cũng có 32 người. Ồ, team này cũng đánh được không dây hả? Ngộ hai, nhưng mà người ta là mắm 3S với lại Phiền Hoàng 2S thì mới đánh được không dây nha. Ê, Phiền Hoàng S0 có đánh được không dây không mọi người? Mình nghĩ được không?
Ồ, thì em Susanna cũng đánh được không dây nè. Nhưng mà cũng trai hát hói đầu đấy. Vậy là chúng ta có cả team Susanna luôn. Vậy chúng ta có team Susanna này, team Luna với team Phe Hoang. Ừ đúng rồi, hình như có cái ông nào mình thấy cũng cầm, có cầm Phe Hoang. Ở đâu rồi? Nhớ là có mà. Hay là mình nhớ nhầm lên con boss bên trên. À ừ, mình nhớ nhầm lên con boss này. Có boss công chúa sói. Có người cầm Phe Hoang mà rõ ràng à, Phe Hoang là hệ hệ gì? À, hệ này trên nó không bị khắc chế thuộc tính, toàn mới cầm Luna thôi. Hình trước Luna thì mình nhớ là có ông nào cầm Phe Hoang mà nhỉ? Đây 47.776 SS SS nha. SS không là hơi hơi bị ói là ói. Ok, và mọi người thấy nick của bạn Tú Chim như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết. Còn bây giờ thì bye bye và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.